Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin 11:30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước bất ngờ giảm mạnh dù vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch trong sắc xanh ngay trước thềm cuộc bầu cử Mỹ. Sáng mùng 4 tháng 11, giá vàng miếng SJC được công ty SJC niêm yết mua vào 87 triệu đồng một lượng, bán ra 89 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Một số doanh nghiệp khác như Mi Hồng mua vào ở mức 88 triệu đồng một lượng, công ty BNC mua vào 87,5 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 99,99 và vàng trang sức các loại cũng giảm. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn mua vào 87 triệu đồng một lượng, bán ra 88,7 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm trước. Công ty BNC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào 87,5 triệu đồng một lượng, bán ra 88,9 triệu đồng một lượng. Tại tập đoàn Doji, giá vàng nhẫn trơn cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 87,8 triệu đồng một lượng mua vào, 88,8 triệu đồng một lượng bán ra. Diễn biến của giá vàng trong nước là khá bất ngờ trong bối cảnh giá thế giới tăng tiếp khi thị trường bước vào tuần bầu cử Mỹ, chính thức diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 11 tới. Lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 2.740 đô la Mỹ một ounce, tăng 4 đô la Mỹ một ounce so với giá đóng cửa cuối tuần qua. Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 1. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 25 tháng 11, xem xét kháng cáo của 48 trên 86 bị cáo. Đáng chú ý, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Trước đó, bà Lan bị tuyên án tử hình về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo còn lại kháng cáo với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, có bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, người bị kết án chung thân về tội nhận hối lộ sau khi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ bà Lan. Tại bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang, bị tuyên án 8 năm tù về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và yêu cầu thu hồi 1.000 tỷ đồng cho bà Lan. Thưa quý vị, chuyên trang kinh tế Xanh báo in và chuyên mục Net Zero trên báo điện tử Người Lao Động chính thức ra mắt hôm nay, 4 tháng 11, sau nhiều tháng chuẩn bị. Với 3 mục chính gồm sống xanh, chuyển đổi xanh và tài chính xanh, chuyên trang kinh tế Xanh sẽ cập nhật những giải pháp, mô hình thiết thực, thông tin về chính sách của chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Quan trọng hơn cả là truyền cảm hứng cho doanh nghiệp và người dân cùng hành động vì một môi trường xanh, sạch. Trong khi đó, phiên bản báo điện tử với chuyên mục Net Zero sẽ cung cấp tin tức và xu hướng xanh từ khắp nơi trên thế giới, cẩm năng và kinh nghiệm chuyển đổi xanh, lối sống hướng đến bảo vệ môi trường, các ứng dụng công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và tài chính xanh. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi chuyển rét. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17 đến 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, chiều chuyển lạnh với nhiệt độ phổ biến 21 đến 23 độ. Đêm trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 đến 20 độ. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng và dông, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm mùng 4 tháng 11 ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Quý vị đang nghe podcast bản tin 11:30 của báo Người Lao Động. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang bám đuổi sát nút tại các bang chiến trường ngay trước cuộc bầu cử. Theo một cuộc thăm dò của New York Times, CNN được công bố hôm mùng 3 tháng 11, bà Harris dẫn trước ông Trump xích sao ở Nevada, Bắc Carolina và Wisconsin, trong khi ông Trump duy trì lợi thế của mình ở Arizona và bắt kịp bà Harris ở Pennsylvania.
hàng chục triệu lá phiếu đã được bỏ trực tiếp hoặc qua thư trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Bà Harris giành được 48% tỷ lệ ủng hộ của những cử tri tiềm năng ở Bắc Carolina so với 46% dành cho ông Trump. Theo Bloomberg, ông Trump đang dẫn trước bà Harris ở Arizona với tỷ lệ 49% âm 45%. Hai ứng viên hòa nhau ở mức 48% tại Pennsylvania và ở mức 47% tại Michigan. Cuộc khảo sát được tiến hành qua điện thoại từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 với 7.879 cử tri tiềm năng trên 7 bang chiến trường. Trong khi đó, hai ứng viên tiếp tục chạy nước rút trước ngày bầu cử. Ứng viên Tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris vận động tranh cử tại Michigan hôm 3 tháng 11, trong khi ông Donald Trump có mặt tại 3 bang chiến trường khác ở miền Đông. Bà Harris vận động tại East Lansing, bang Michigan, bang công nghiệp được coi là chiến thắng bắt buộc đối với đảng Dân Chủ. Ông Trump cũng tổ chức cuộc vận động tại 3 thành phố vốn có thể giúp ông thu hút cử tri ở vùng nông thôn, đối tượng chiếm một phần quan trọng trong số phiếu phổ thông. Ông bắt đầu chiến dịch tranh cử tại Leeds, bang Pennsylvania, trước khi đến Kingston, bang Bắc Carolina và Macon, bang Georgia trong cùng ngày 3 tháng 11 giờ địa phương. Thưa quý vị, đài NBC News hôm 3 tháng 11 dẫn lời lực lượng phòng vệ Israel cho biết trong chiến dịch đặc biệt này, họ đã bắt giữ một người đàn ông thuộc mạng lưới Iran tên là Ali Soleiman Al-Assi. Al-Assi bị cáo buộc thu thập thông tin tình báo dọc biên giới. Ông ta đã bị đưa sang Israel để thẩm vấn. Israel được cho là thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào các mục tiêu ở những khu vực do chính phủ kiểm soát ở Syria trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nước này hiếm khi thừa nhận hoặc thảo luận về chúng. Các cuộc tấn công thường nhắm vào lực lượng Syria hoặc các nhóm được Iran hậu thuẫn. Bộ Quốc phòng Syria cho biết vào tháng trước, quân đội Israel đã không kích miền Tây Syria. Các cuộc tấn công nhằm vào một địa điểm quân sự ở Hama và một nhà máy lắp ráp ô tô ở Hatsia. Trong một diễn biến khác, một vụ rò rỉ tài liệu mật ở Gaza bị nghi ngờ liên quan đến trợ lý của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gây chấn động chính trường Israel và khiến gia đình các con tin bị phong trào Hamas Palestine bắt giữ phẫn nộ. Ông Netanyahu đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào của các nhân viên văn phòng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Xuân Huy, Quốc Thắng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.